Chào các bạn quay lại với tựa game Smash Rival. Hôm nay thì mình sẽ mua một con rắn mới các bạn. Đó chính là con rắn này đây, Tetherball. Và con rắn này nó có giá là 1000 coin. Tại vì mình mở được hai cái này nữa các bạn, cái cánh và cái lông trên lưng nữa nè. Cho nên mình sẽ quyết định mình mua con này. Còn cái phần màu thì mình mở được cái màu vàng này thôi. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ mua luôn các bạn. Đó, mình thêm một con rắn mới nữa đây, Tetherball. Và mình sẽ vào cái phần custom các bạn. Mình sử dụng cái cánh nè, đầu tiên mình sẽ có cánh. Cái chân thì mình chưa mở được các bạn. Cái lông vũ nè. Và cái cánh, vậy thì nó hơi ngộ nhỉ. Cái này thì mình mua bao nhiêu đây, 250. Thôi mình để dành các bạn, mình để dành coi để mình mua thêm con rồng nữa. Mình thích con rắn, con rồng, nhưng mà mình chưa đủ coi. Thôi tạm thời như vậy nha các bạn. Đó, và cái màu thì mình giữ cái màu này luôn. Đó, đây là con rắn của chúng ta đây. Đó, rồi. Đó, mình sẽ lựa chọn nó. Và bây giờ chúng ta sẽ chiến thôi các bạn. Mình chọn chế độ Lasix Mod và mình sử dụng 500 luôn nha các bạn. Đó, mình vào được cái sân cát rồi đây. Đó, ôi mình vào, mình vừa vào có cái cục sáng luôn kìa. Ở chi mình không ăn cái cục 500 trước. Mục tiêu của chúng ta ngày hôm nay vẫn là lên vua luôn các bạn. Càng sớm càng tốt. Và con vua chúng ta hiện tại đang ở mức 15.000 điểm rồi. Khá cao các bạn. Ôi trời. Trong cái đợt cập nhật này, cái game này thì nó cũng mới cập nhật các bạn. Trong cái đợt cập nhật này thì có thêm 5 con rắn mới nữa. Và cái con rắn, ôi trời mình chui ngu quá. Nó chưa khép lại kịp. Có 5 con rắn mới và cái con rắn mà thấp nhất là nó bán với giá 1.800 gram các bạn, khá là cao luôn. Còn những cái con khác thì tới 4.900, khủng khiếp luôn. Mình thì mình mới mua cái con rắn màu bơi các bạn, hết 1.800 gram nên bây giờ mình không còn đủ gram để mình mua rắn mới, mà mình chỉ còn coi thôi. Và mình đang để dành để mình mua thêm con rồng. Đó. Bây giờ hiện tại thì chúng ta chỉ tranh thủ chúng ta đi tìm cục sáng nữa các bạn. Để chúng ta dài ra một chút, mình còn ngắn quá. Chúng ta lên được vị trí số 18 rồi. Mình ngắn quá, mình bút cái hồi mình ngắn ngủng mà. Ôi trời, con gì thấy ghê đây. Ôi là chiếc xe luôn các bạn. À, mình mới vừa mở được một cái con rắn mới đó các bạn, là con Megatron. Ôi trời. Ồ, con rắn vua của chúng ta đây. Mày hả? Này, mình thấy được con rắn vua rồi. Con rắn vua nó là chiếc xe các bạn. Nhưng mà nó đã là 15.000 điểm rồi, khá cao. Mình mới có 1.100 à. Nãy mình không lấy được cái 500 nào hết ta. Mình lấy được cái 500 thì mình kéo điểm rất là nhanh các bạn. Đó, lại là con ma. Số hôm nay xuống nhỏ rồi. Mình qua khu vực này rồi. Thấy có con này. À, đây có một cái đây nè. Không biết là 500 không. Đâu rồi. Đó, nãy giờ mình gặp cái gì đâu không vậy nhỉ. Mày hả. Đây. 500 đi. Ừ, mình quá các bạn ơi. 500 rồi. Chỉ có 500 mình kéo điểm mới nhanh thôi. Thấy bên kia có một cục sáng nữa kìa, mình sẽ đi vòng qua bên kia. Đi vòng nó sẽ là 500. Ồ, lại là lửa à. Chúng ta lên được vị trí số 9 rồi các bạn. Ồ, quá trời cái sao đâu. Ồ, đây một cục nữa. Ồ. Mình thấy một cục sáng đây rồi. Ôi, bị ăn mất rồi. Đó, mình quay lại cái vị trí này các bạn. Ôi quá đã. Chút nữa là mình đụng vô cây xương rồng rồi. Hơi chậm. Quá đã rồi các bạn ơi, được một cái 500 nữa rồi. Kéo thôi.
hồi ơi, uổng quá. Không phải là cái 500 rồi, mình lên được vị trí số 5 rồi các bạn. Còn con vua chúng ta đang ở 19.000 điểm, khá cao luôn. Mày hả? Ôi nó không có quay lại nữa đó. Mình quay lại cái chỗ này. Ôi trời ơi, trời 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 trời. Một hàng ăn miễn phí nữa đây các bạn ơi. Đây 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 đây, một cục sáng đây. Con kia nó đớp mất rồi. Cái cục này cũng vậy luôn rồi. Sao mình chậm cả hai luôn. Ô con vua của chúng ta lên 21.000 điểm rồi. Quá nhanh luôn. Mình phải đi tìm cái 500 nữa các bạn. Mà chúng ta tuột hạng nữa rồi. Đó. Ôi da, con này nó ăn mất rồi. Được một cái 500 nữa. Đây 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 đây. Ồ oh, quá đã luôn rồi. Ồ oh, con vua chúng ta mày hả vua. Trời ơi mình tiêu diệt được một con vua rồi các bạn ơi. Con vua nó bị xui các bạn. Năm trăm đi. Mình lên vị trí thứ ba rồi các bạn. Uống cái cục sáng đó quá. Đây một cái nữa là con này nó đớp mất luôn rồi. À. Mình vị trí số 2 rồi. Cố lên, cố lên. Con vua của chúng ta là 10.000 điểm rồi. Mình cách 6.000 điểm các bạn. Trời, nguyên một giây 4.000 mấy luôn các bạn. Từ sân mình đã đến số 6 luôn là 4.000 mấy. Đó. Cái khu này cục sáng nó cũng nổi nhiều nè các bạn. Đó, 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 thấy chưa? Mình nổi nè. Mới giờ nổi là nó nổi liền. Mình bị rớt lại vị trí số 3, số 3 rồi. Chút nữa là tôi rồi. Cước số 4 luôn các bạn. Bây giờ mình không có tìm được cái 500 nào hết trơn. Cố lên. Đó, đây nè. Ờ, không được cái 500 nữa. Mình giữ cái cục này coi. Đó, quá đã. Thôi, cái gì đây? Mình lên vị trí thứ 4 rồi. Con này nó đi theo mình nhỉ. Phun phát chơi coi.
con vua, mình thấy con vua rồi. Con vua của mình là cái xe này đây. Ôi, học lớp rồi. Đó, qua đã. Lên được vị trí thứ ba rồi các bạn. Ôi, rớt rồi. Lên rồi xuống. Đó. Cái khu này có dễ ít nhé. Đây, hên quá. Được một câu sáng nữa rồi các bạn ơi. À, nó định áp đầu mình, đạt đầu mình chứ. Chỗ này nổ hoài nè. Nhưng mà cái này không phải là 500 rồi, con này là con ma rồi. Ôi, chút nữa mình kẹt cái đó rồi. Nó kẹt cái đó là tôi luôn. Đó. Đây nữa các bạn ơi. Lên được vị trí số 2 rồi. Ở đây có một cục sáng nè. Chui vào đây thì hơi nguy hiểm, nhưng mà họ liều bằng nhiều. May hả? Chết cha, mình bắn mình luôn rồi. May hả? Đây, bên này đây. May hả? Định tạc đầu mình nè. Đây, cục sáng rồi các bạn. Sao con vua của mình nó cứ ở quanh quẩn ở chỗ này miết đó vậy? Đó. Thơm rồi. Ôi, mình lên vua rồi các bạn ơi. Mình đã chính thức lên vua rồi. Mình quay qua đây có một cục sáng nữa đây. 500 luôn. Ông trời giúp ta rồi các bạn ơi. Nó định tạc đầu mình. Nó nhỏ nhỏ mà vàng nhìn nó tiệp chứ màu cát các bạn. Nhìn khó thấy ghê luôn á.
con chuột nữa, định tạc nữa nè. Chút nữa thì to rồi. Đó, đây. Đó, mình đi lại cái chỗ trục bên kia các bạn. Mình đổi góc đi. Ôi, nó nhanh ghê không? Ôi trời, nó mình thua nó mất. Ồ, ồ, quá đã rồi, quá đã rồi. Ồ, ồ, ăn chùa các bạn ơi. Trời ơi, quá đã luôn. Ồ, oh, quá đã nữa. Ồ, oh, con nào ở đây chết rồi nè. Chỉ có một con chết thôi các bạn. Qua đây luôn. Mày tưởng mày nhanh hơn hả? Mày hả mày? Đây 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 đây. May hả? Ờ không kịp nữa rồi. Ồ, quá đã luôn. Ở đâu một bầy vậy nè. Ôi trời ơi, chút nữa là tôi đồ. May mắn quá. Ôi trời, mình đã đi phun mình. Đây. Ồ, quá đã luôn các bạn ơi. Con nó đuổi theo gần tới mình rồi. Ôi, nó đuổi sát bên đích mình rồi các bạn.
nó đã. Chắc chúng ta mất vị trí vua quá, con kia nó đã tới rồi. Rồi chúng ta đã mất vị trí ngôi vua rồi các bạn. Con kia nó đã vượt mình rồi. Mình lấy lại vị trí vua rồi. Con nó quấn mình chút nữa, nó bọc đầu mình chút nữa là mình tồi nữa rồi. Ôi chết. Ôi mình né là được mà ta. Ôi da. Thôi. Mình dừng clip tại đây thôi nha các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.